Chiều nay, ngày 4 tháng 7, Đại tướng Đỗ Bá Tị, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội khóa 14, nguyên Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến thăm và làm việc với tỉnh Sơn La. Đón và làm việc với đoàn về phía tỉnh Sơn La có đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đại diện lãnh đạo các lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Hữu Đông bày tỏ niềm vui mừng phấn khởi khi được đón tiếp đại tướng Đỗ Ba Tị và gửi lời cảm ơn về những tình cảm, sự quan tâm giúp đỡ của đồng chí đối với tỉnh trong suốt thời gian qua. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy đã thông tin một số nét chính về tình hình kinh tế xã hội, công tác đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh. Nổi bật là Sơn La đã làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, tạo tiền đề sớm phục hồi phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2022, kinh tế của tỉnh có mức tăng trưởng khá, an sinh xã hội được quan tâm, quốc phòng an ninh được giữ vững. Tỉnh Sơn La đã tổ chức thành công chuỗi sự kiện hội nghị thủ tướng đối thoại với nông dân Việt Nam, Festival trái cây và sản phẩm ô cốt Việt Nam năm 2022 tại tỉnh Sơn La. Qua đó thu hút được nhiều kết quả tích cực, tạo tiền đề để tỉnh tiếp tục triển khai nhiều dự án trọng điểm trong thời gian tới. Cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của lãnh đạo tỉnh, Đại tướng Đỗ Ba Tị vui mừng phấn khởi trước những kết quả của đảng bộ chính quyền nhân dân các dân tộc tỉnh Sela đạt được trong thời gian qua, đồng chí đánh giá cao tinh thần đoàn kết thống nhất của các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tập trung chỉ đạo hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao. Đại tướng Đỗ Ba Tị mong muốn thời gian tới tỉnh tiếp tục quan tâm xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện, quan tâm chăm lo cho đồng bào dân tộc thiểu số, các gia đình chính sách, đồng thời giữ vững mối quan hệ thủy chung son sắt với nước bạn Lào trước đó đoàn đã đến dân hương đền thờ bắc hồ tại quảng trường tây bắc dân hương tại nhà tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và thăm khu di tích quốc gia đặc biệt nhà tù Sơ la